Chào các bạn, mình là Khánh Kim Khí đây. Hôm nay mình quay cho các bạn xem những phụ kiện ngành giáo xây dựng của bên mình các bạn nhé. Đây các bạn, đây là những cái ống nối giáo các bạn ạ. Bên mình có rất là nhiều loại anh em nhé, ly 4 và ly 8, để đủ các loại để cho anh em lựa chọn anh em ạ. Đây là những ống nối không thể thiếu cho ngành xây dựng anh em nhé. Nếu mà anh em có nhu cầu phải dùng đến ống nối thì gọi cho mình nhé. Bên mình là có đủ tất cả các loại phụ kiện về giáo anh em ạ. Còn đây là ống nối của bên mình. Đây là mình đang top ống nối là 48 dày ly 8 anh em nhé. Nếu anh em cần thì cứ gọi cho mình. Sản phẩm bên mình là được bán toàn quốc anh em nhé. Mình ship toàn quốc, kể cả ít mình cũng ship nhé. Anh em thấy đấy, hàng bên mình rất là đẹp luôn anh em nhé. Được dồn rất là cân luôn, hai đầu. Nếu anh em có nhu cầu thì cứ alo nhé. Đây là ống 48 dày ly 8 anh em ạ. Và có ống 42 dày ly 4 nữa anh em nhé. Cho nên là anh em cứ thoải mái lựa chọn. Ống bên mình được làm dồn bằng máy thủy lực, cho nên cái độ chính xác và độ cân nó rất là chuẩn anh em ạ. Đây anh em nhé, đây là sản phẩm mình hoàn thiện là như này. Đây là 48 mình dồn ra dày ly 8 nhé. Đấy, nếu mà anh em có nhu cầu làm xây dựng mà có nhu cầu phải dùng để ống nối thì gọi cho mình nhé. Đây mình có hai loại, ống 48 và ống 42 nhé, dày ly 4 và dày ly 8 anh em ạ. Rồi, anh em có nhu cầu gọi cho mình nhé.